tới Phát Cáo Cưới Giấy phần 2. Câu chuyện bắt đầu từ những cơn ác mộng của nhân vật nữ chính Đào Mộng Yên. Rời khỏi thôn Trang Linh từ nhỏ, nhưng Đào Mộng Yên luôn nằm mơ thấy mình mặc áo cưới đỏ và bị trói trên một cây cổ thụ già bên vách núi ngoài thôn. Bên tai cô văng vẳng bài đồng sao âm u, vây quanh cô có những con rối gỗ có dáng vẻ giống như dân làng. Cũng vì giấc mơ này mà khiến cô có sự tò mò về nó, cô đã hỏi ba mẹ, nhưng ba mẹ cô lại chỉ ậm ừ cho qua, không muốn nói nhiều, như đang lắng tránh điều gì đó. Để tìm hiểu nguồn gốc cơn ác mộng đeo bám mình nhiều năm, Đào Mộng Yên quyết định giấu cha mẹ lên chuyến tàu trở về thôn Trang Linh. Bạn đang xem cô gái này có kỳ nghỉ mây chơi game về thôn. Cô nhanh chóng tìm cái căn nhà cũ của mình ở trước đây, nhưng kỳ lạ là đã có một ông lão xuất hiện như đang đợi cô. Người này không ai khác chính là trưởng thôn. Sau khi lừa cô vào trong nhà, lão ta nhanh chóng khóa cửa lại và hét lên với mọi người: "Tân sấy đã trở về rồi, mau chuẩn bị tiệc cưới, giữ chặt cửa đừng để cô ta chạy." Bị nhốt trong nhà, Đào Mộng Yên tìm thấy nhật ký của cô dâu giấy đời trước là Trúc Tiểu Hồng, biết được chuyện tình giữa Trúc Tiểu Hồng và Lương Thứ Bình. Lương Thứ Bình sau khi biết Tiểu Hồng được chọn làm tân nương giấy liền ra sức khuyên Tiểu Hồng rời khỏi thôn đi, nhưng cô ấy không đồng ý, vượt qua nhiều thử thách tức là sẽ đấu với mọi người. Cuối cùng Mộng Yên đã chạy thoát ra ngoài nhưng lại bị Thanh Sơn bắt lại. Lúc Mộng Yên sắp bị bắt thì đột nhiên Sát Kim Cang xuất hiện. Sát Kim Cang tức là quỷ không đầu nha mọi người, một ông đồng mà thôn dân gọi là Đại Vương Hiền, liền cầm cái chuông rung lên hồi đuổi Sát Kim Cang đi. Thôn dân thấy sự xuất hiện của Sát Kim Cang thì hoang mang, sợ đã làm điều gì sai, bèn kéo nhau đến miếu thờ Tán Tôn để xin chỉ thị. Đến miếu thờ thì thôn dân lại bắt đầu hãi sợ tập hai vì thấy bức tượng thờ đã bị rớt cái đầu. Đại Vương Hiền liền phán như thần là thần thánh chắc thôn dân làm việc không có đầu đuôi, thế là còn phải mở tiệc ăn cỗ cả ngày đi, sau đó mới được hướng tới thân đương giấy. Thế là Mộng Yên lại đi nhốt tiếp lần hai. Tại đây Mộng Yên lại gặp một ông lão tự xưng là Đại Vương Hiền đời trước đang ở đây tu hành. Ông lão nói cho cô biết rằng cô là tân đương giấy, kiếp trước chưa hiến tế kiếp này sẽ tiếp tục. Ông còn ổng tin nói được Mộng Yên chắc chắn sẽ trở về thôn. Đào Mộng Yên hết sức bình tĩnh vượt qua các thử thách. Cô tìm thấy được lá thư của Tiểu Hồng viết cho Thiếu Bình là khuyên anh hãy rời thôn đi. Theo lời ông lão chỉ dẫn, Mộng Yên tìm đủ các nguyên liệu như hoa minh đà lan, lửa, đất, nước để đốt lư hương đồng âm dương thì mới vỡ lẽ ra ông lão này đã lừa Mộng Yên. Thật ra đốt lư hương là để ông lão hồi phục lại pháp lực, mà ngửi cái mùi hương này thì Mộng Yên lại rất là đau đầu, không biết có phải là thuốc mê thuốc lú gì không nữa. Ông lão liền định rung chuông lên làm phép, ai ngờ cái chuông đã bị hỏng, chuông giả mà. Mộng Yên không nghe theo lời ma quỷ mê hoặc của ông lão, liền tiếp tục vượt qua thử thách vào một mật thất được gọi là lầu kịch quỷ. Đường trong mật thất là dẫn đến xưởng chế tác rối gỗ. Vượt qua nhiều thử thách, Mộng Yên tìm thấy sổ tay của Thiếu Bình, biết được lịch sử lưu truyền của thôn về Lục Tán Bồ Tát, còn gọi là Tán Tôn. Thôn này truyền miệng là năm xưa Huyền Trang tặng Lục Tán chân kinh cho thôn. Sau đó thì có thần linh báo mộng cho thôn, nói rằng vạn vật sau khi chôn đều do Lục Tán này cai quản. Đây, Đại Vương Hiền là người truyền lời cho Tán Tôn, được chọn theo nghi thức tào lao nào đó, thường là người có danh vọng nhất thôn. Sau khi được chọn làm Đại Vương Hiền thì không được dùng tên cũ nữa. Thôn dân còn xây một tòa tháp thờ Lục Tán Bồ Tát, mỗi khi tới lễ đều cử hành trong đây. Tiếp tục đi vào các căn phòng khác, Mộng Yên tìm được thư của Ninh Mổ là bạn của Thiếu Bình gửi cho anh. Bạn anh kể là không có tìm thấy ghi chép gì về thôn Trang Linh cả, tuy nhiên lại có ghi chép về thôn Tán Linh. Thôn này theo quỷ thần tà dị giáo, được địch nhân kiệt thời Đường từng đến dẹp tà giáo ở thôn này. Thôn này mượn truyền thống hoặc là tôn giáo khác để bị trang lừa gạt dân chúng. Sau khi vượt qua nhiều thử thách, nhờ đó bóng mà Mộng Yên biết được Lương Thiếu Bình bị sát hại, hồn phách không đầy đủ, mình đầu hai nơi. Vì tính mạng của người yêu gặp nguy hiểm nên anh không cam tâm chết mà hóa thành Sát Kim Cang để báo thù. Mộng Yên dần dần rơi vào giấc mộng. Quay về năm 1926 thời Quốc Dân, Trúc Tử Hồng là một cô gái trẻ sinh ra và lớn lên tại thôn Trang Linh. Khi trưởng thành, cô lên thị trấn ca hát kiếm sống và tình cờ quen được Lương Thiếu Bình, một con hát trong gánh hát. Cả hai thầm yêu thương nhau, nhưng biến cố ập tới khi Tiểu Hồng bị chọn làm cô dâu giấy để hiến tế. Hóa ra người dân ở đây thờ Tán Tôn tức là Lục Tán Bồ Tát, và tin rằng hiến tế các cô gái trẻ hay còn được gọi là cô dâu giấy cho Tán Tôn thì sẽ được Tán Tôn che chở. Và năm này lại đến được Tiểu Hồng bị hiến tế. Biết được chuyện, Thiếu Bình khuyên Tiểu Hồng rời thôn đi, nhưng Tiểu Hồng khăng khăng không chịu vì cho rằng dân làng không hiến tế người sống đâu mà. Tiểu Bình chỉ là người ngoài thôi nên không hiểu phong tục nơi đây đâu. Đến ngày hiến tế khi mọi chuyện đã vỡ lẽ ra, Tiểu Hồng bị tế sống thật. Người thì mặc áo cưới đỏ và bị trói trên một cái cây cổ thụ già bên vách núi. Cái hình ảnh này giống y như giấc mộng của Đào Mộng Yên đấy. Tiểu Bình vì muốn cứu Tiểu Hồng mà bị thôn dân bắt trói trong lầu kịch quỷ, anh tìm cách để trốn thoát ra ngoài. Tức là phải giải đố đó mọi người. Để giải cứu Tiểu Hồng, vừa đến giờ hiến tế thì Tiểu Bình đã kịp thoát ra ngoài, chạy đến chém đứt dây trói cứu Tiểu Hồng. Quá anh hùng, anh một mình lại chiến đấu ngăn cản dân làng để Tiểu Hồng chạy trốn. Sau vài hiệp vung gương tác chiến, Tiểu Bình cuối cùng lại bị chính cái tên đồ tể Đồ Lão Tứ chém đầu. Con này mà là bộ tôi nghĩ cho nó luôn, ngu ngốc quá đi. Sau khi chứng kiến người yêu chết, Tiểu Hồng tự trách bản thân mình quá ngu muội để mình và người yêu lại rơi vào kết cục bi thảm như thế này. Không muốn để dân làng cùng tính tiếp tục lợi dụng mình nữa, nàng đã gieo mình xuống vực sâu, hy vọng tiếp sau nàng và Tiểu Bình lại gặp lại nhau. Mộng Yên chợt tỉnh giấc sau khi biết được chuyện tình từng xảy ra ở kiếp trước, nàng cũng
có chút bối rối. Nhưng cho dù thế nào đi nữa thì phải tìm một cách để rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Theo suy luận của Mộng Yên thì nơi xây lục tán linh tháp cũng như là kinh thư dị giáo của cái thôn dân này thì sẽ được cất giữ ở dưới cái gốc cây hiến tế. Mèo vội vàng trốn ra khỏi cái căn phòng, tìm đến gốc cây nơi hiến tế tầng nương giấy. Quả nhiên nơi đây đúng là lục tán linh tháp. Thôn dân xây để cung nhiều tầng dưới lòng đất, xuống thêm một tầng là lầu kịch quỷ, thêm nhiều tầng khác gọi là tháp. Mộng Yên tiến vào linh tháp, ảo ảnh và ảo giác nơi này lấy nhiều trở ngại. Mộng Yên vẫn bình tĩnh vượt qua vô số thử thách để khám phá bí ẩn nơi này. Tức là giải đố mọi người. Tình cờ nàng tìm thấy sổ tay của Huyền Trang, phát hiện được chân tướng đằng sau đức tin mù quáng của dân làng. Cách đây hàng ngàn năm, thôn Trang Linh là nơi sinh trưởng của loài hoa kỳ lạ có tên là Minh Đà Lan. Do loài hoa này tỏa ra chướng khí khiến thôn dân nhiều bệnh, thường xuất hiện ảo giác. Chính vì vậy ban đầu thôn này có tên là thôn Trướng Lĩnh. Năm ấy trên đường mang kinh thư về kinh thành, hòa thượng Huyền Trang tình cờ đi qua thôn này, biết được tình cảnh hiểm nghèo của một người, Huyền Trang tạm thời ở lại đây chữa trị giảng giải Phật pháp cho mọi người. Dân ra dân làng cũng thoát khỏi ảnh hưởng của Minh Đà Lan. Trong thời gian ở lại đây, Huyền Trang không quên tu hành, nhưng ai ngờ trong cổ tạng kinh ông lại lấy về chỉ có tam tạng là thật, lục tạng lại không phải là kinh Phật mà là ma điển, còn sót lại có một dị giáo thiên trúc che trọn màu kinh thư. Do tu hành theo kinh thư này mà Huyền Trang suýt chút nữa lại rơi vào tâm ma. Nhận thấy sự nguy hiểm của thứ này, trước khi rời khỏi thôn, Huyền Trang đã nhờ chủ thôn đốt ma điển này đi và chôn cái chuông phép ở trong trấn để trấn tà khí. Ngôi làng từ đó cũng đổi tên là thôn Tán Linh, tức là nơi chôn chuông, và sau này là thôn Trang Linh. Nhưng Huyền Trang không thể ngờ rằng những cái người dân ngu muội nơi đây lại coi lục tán là thần thánh để thờ phụng, thậm chí không tiếc hiến tế người sống để cầu bình an. Vượt qua nhiều thử thách và trở ngại, Mộng Yên cuối cùng cũng đã tìm ra được chuông phép năm xưa. Nàng rung chuông lên thoát khỏi ảo ảnh ma mị và lời mỹ dân đầy mê hoặc của đại vua Hiền. Mộng Yên lại nhanh trí đốt cháy hộp đựng ma điển, đồng thời nhân lúc tình hình đang náo loạn, nàng nhanh chân trốn thoát khỏi thôn Trang Linh. Bạn đang xem kênh YouTube Mê Chơi Game ZZZ.